Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Thì sáng có một người anh cũng ở gần nhà Vũ đi làm thì bắt được một tổ chim mà không biết là chim gì nữa. Thì anh có gọi điện cho Vũ kêu Vũ qua bển bắt về nuôi á. Thì bây giờ Vũ quay cho mọi người xem đó là chim gì nha. Rồi bây giờ mình đi nha mọi người. Vũ mới đi qua nhà tới nhà của anh Nam các bạn. Nhà anh này tên Nam thì hiện tại giờ ảnh không có nhà, anh đi công việc 10 phút nữa anh về. Hiện tại có chị ở nhà để mình Vũ quay cho anh em xem ba con chim ảnh bắt. Vũ thấy anh treo ngoài đằng trước sân nè, để Vũ quay cho mọi người xem nha. Tí nữa anh Nam về mình nói chuyện với anh Nam. Vũ thấy ảnh treo ba con chim ở đây nè. Con chim này hồi xưa Vũ cũng có nuôi rồi. Con chim này hồi xưa Vũ gọi là con chim chàng ngựa hay là vàng ngợi ấy mọi người. Đây, ba con dọc đây. Dòng này thì đuôi dài với kêu cũng khá là lớn mọi người. Nó kêu hay hơn con phướng mặt quỷ nhiều lắm. Phướng mặt quỷ nó có kêu, còn con này nó vừa đẹp mà nó vừa kêu nữa. Có nhiều người gọi là phướng vàng á. Nam giờ lấy xuống cho Vũ quay cho nó rõ hơn nè. Nãy tại anh chưa về nên không có dám lấy xuống, anh mới về lấy xuống cho Vũ quay cho nó rõ. Xin chào anh Nam. Con này sáng anh mới đi bắt về luôn mọi người, anh chưa cho ăn nữa. Con này này chắc mình nhét dế hay anh nào ha? Ừ, nhét dế hai ba bữa này chắc tập mộ rồi. Nhưng mà mình để dế vô em nghĩ chắc nó chưa dám mổ nè. Con này anh nuôi con này lần nào chưa anh Nam? Chưa nuôi hả? Có anh gần nhà nuôi rồi. Nó bự lắm. Con này xưa em nuôi, ba em hay gọi là con chàng ngựa. Mà người ta nói là chàng ngợi hay phướng vàng gì đó. Đúng rồi, phướng vàng. Phướng vàng không? Nó không phải là phướng mặt quỷ đúng không? Nó mặt quỷ thì nó giống tu hú. Con này mà nuôi lớn lên có cái avi lớn lớn anh thả vô giữ được cái đuôi nó đẹp lắm á. Đuôi nó dài lắm. Nãy con thấy có mà anh có thấy con mẹ không? Có mẹ đuôi dài đúng không? Mình bắt nó, mẹ nó bu lại mà. Mẹ đuôi dài đúng không? Anh Nam nuôi chú gì đất không? Có em gặp bảo em bắt thì anh nuôi, em để cho anh con biết mộ rồi lấy ngầu hoa mua đúc hả? Nuôi được, khó nuôi. Nhà anh Nam chăm dẫn chơi chớp. Ủa đây có cội cà phê nào không anh Nam? Có hai cội. Dạ, yeah. Anh có đi không? Có đi, đi trước anh. Dạ. Yeah. Cà phê của anh Nam. Ủa cái tổ anh treo lủng lẳng vậy luôn hả? Chắc không treo vô gấp hả? Đang làm đó. Đang cuộn vô. Đang khai rác hả? Ủa cái đó là anh cuộn vô ít hay là nó tự cuộn luôn? Nó tự cuộn. Còn cái dưới đáy thì tự cuộn. Trống đẹp quá ta. Mái mỏng cũng cao luôn, mỏng hai con này cao ghê ta. Phải đó anh. Ừ, cả đó này. Đang để trong cái 2 chú. Quay nó bỏ không? Quay xong bỏ. Sao? Không có để lưới đầu. Thằng sao nó bồ câu đùm lum ha. Thôi để lưới đầu nên cẩn thận xíu nè, đừng nên quay. Chim gì mình để lưới đầu nó dễ bỏ lắm. Vũ mới bắt ba em nó về các bạn. Vũ lấy cái lồng bự ra. Vũ lồng này nãy nhỏ quá nó hư đuôi. Vũ mới bỏ nó ra lồng lớn này. Cái cầu Vũ làm cũng cao cao xíu để cho nó đứng hư cái đuôi mọi người. Thì chim này chim con nó hiện tại nó cũng đang ra lông đuôi. Bố mẹ của nó đuôi dài lắm mọi người.
Em này em đói nè. Đây em này em út. Út cũng đói nè. Bạn thấy cái lông ở dưới cằm của nó đó, nó đang mọc nè, thấy không? Còn mấy hai con này thì mọc hết rồi nè. Hai con này chắc là con anh cả nè. Đây, anh cả nè. Đây nè, anh hai nè. Thì chút nữa nếu mà có hai con bự nó không há miệng, chắc là Dũng nhét cho nó học hai con rồi. Nhét cho nó hai ba cử thì tới chiều chắc là nó sẽ há miệng ha. Ồ, hư hên chùm lông đuôi uổng ghê mọi người. Để chút nữa Vũ để cái máng á, không biết nó tắm không. Thì ba con này á thì Vũ cũng không dự định nuôi mọi người. Một con Vũ sẽ giữ lại, Vũ vô cám ăn rành á, biết ăn rành, sau đó Vũ vô cám thì Vũ sẽ đưa lại cho anh Nam. Tại anh Nam mới nói sáng, anh nói là có một người em dặn để lại một con, nhưng mà nhờ Vũ cho ăn giùm á, tại anh cũng không rành á, nên Vũ sẽ giữ lại một con ha. Còn hai con này á thì anh em nào ở gần á, thích nuôi á thì alo cho Vũ nha mọi người nha. Thì số điện thoại thì Vũ lúc nào cũng để dưới cái phần mô tả video á, Facebook, Zalo, số điện thoại. Thì anh em nào thích nuôi cái dòng này nè thì có alo, có thể alo với Vũ ha. Thì có thể gọi điện cho Vũ nha. Gọi điện có chim còn không thì bắt về nuôi nha mọi người. Tại cái dòng này thì Vũ cũng không có dự định để lại nuôi mọi người. Tuy nó đẹp, Vũ rất là thích, nhưng mà nó thuộc dạng nó thuộc cái dòng chim ăn thịt á, nên mình nuôi thì ảnh hưởng mấy dòng khác, nên Vũ không dám nuôi. Trước đây Vũ cũng thích chơi mấy cái dòng chim săn lắm á, như đại bàng ưng hay là ưng ớn này nọ, Vũ cũng mua. Vũ cũng có một thời Vũ mua và Vũ nuôi rồi chứ, mà do nó ảnh hưởng với mấy lửa sinh sản của Vũ á, nên Vũ bỏ hết. Hồi sáng anh Nam gọi điện Vũ kêu qua bắt, anh chụp hình cho Vũ, thấy cũng ham, thấy thích ghê mọi người. Mà giờ nghĩ lại không nên nuôi, tại đem về nó la quá, mấy con lửa nó không dám kêu luôn. Đây, thấy không, dễ thương. Cái anh trong cùng này chắc là trống nè. Cái anh này chắc là trống nè. Đầu đen. Anh này chắc là anh cả, đầu đen dữ, trống nè. Đầu đen dữ luôn mọi người. Đó. Anh em nào ở gần Phú Giáo Bình Dương thì có thích thì alo Vũ qua nhà bắt nha anh em, bắt càng sớm càng tốt nha. Thì đỡ mất công Vũ cho nó ăn. Còn ví dụ anh em ở xa mà cho thuận tiện Vũ đi thành phố á, thì thứ bảy chủ nhật thì Vũ cũng đem cho anh em được. Thì Vũ cũng đem cho anh em được ha. Nếu mà còn thì Vũ cũng đem cho anh em được, không gì hết. Đây. Thì Vũ cho nó ăn thử, nó ăn không nha. Thì con út này Vũ hay nghĩ nó há miệng chắc là dễ ăn rồi. Đây, con út thì dễ nè. Trời ơi, nó ăn cái ngón tay của Vũ luôn. Trời ơi. Ba con này nếu mà một ngày nó ăn không biết bao nhiêu giới luôn mọi người. Trời ơi, cái này nó ăn dữ lắm. Hồi xưa lúc còn nhỏ Vũ nuôi á, Vũ nhớ là xưa Vũ cho ăn điều không à. Tại vì xưa trên Bình Dương của Vũ á, điều gọi là nhiều lắm, không có cao su, chỉ có điều thôi. Thời điểm đó là trái điều á, là Vũ đem Vũ hái về, xong rồi Vũ chia làm 4, làm 3, Vũ xé, Vũ cho ăn. Loại này nó ăn tạp mọi người, ăn trái cây, ăn con trùng, ăn tùm lum hết á. Nó ăn tạp dữ lắm. Thêm con nữa nha. Con bự nè. Cho con bự ăn đi. Hai con bự nó không ăn mọi người. Nó
con út đòi ăn, hai con bự nó không ăn. Chắc là chút nữa Vũ sẽ bỏ điện thoại xuống và Vũ nhét hai con đó. Con này giờ khỏe rồi nè, giờ nó chịu há miệng rồi, cứ đút ăn thôi mọi người. Chim mới bắt hồi sáng mà nó dạng ghê mọi người. Con chim này nó mau dạng ghê á. Mọi người mấy con chim truyền mình bắt nó vẫn nhát ha. Nhưng con này Vũ thấy nó sao nó dạng dữ vậy ta. Đây, con ta đứng đây. Đây, đứng rồi. À, nhìn đẹp không? Khi nó lớn lên á, màu nét hơn, thứ hai là cái đuôi á bạn, đặc biệt là cái đuôi á, dài đẹp lắm. Dòng chim này Vũ thích cái đuôi nó dài, cực kỳ dài luôn. Kêu cũng hay nữa, kêu lớn lắm. Nó kêu một khoảng kêu cái giọng này nè, ca ca ca, hai là kêu ca 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 ca, kêu liên tục vậy luôn á. Giống như đang cười vậy. Hồi xưa Vũ nuôi chim này Vũ cũng có đi đánh nữa, tại vì nó dữ lắm nên dễ đánh lắm. Đi theo cặp và vô đánh. Đó. Rồi video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng nha mọi người nha. Anh em nào yêu mến kênh của Vũ thì cho Vũ xin một like với một lượt đăng ký nha. Anh em nào có muốn nuôi dòng này thì cứ alo cho Vũ nha mọi người. Sẽ tặng anh em hai con ha. Vũ giữ lại một con cho em của anh Nam. Mà anh Nam nói là không biết là em ảnh có lấy hay không nữa. Ví dụ như mà Vũ giữ lại một con để Vũ cho nó ăn mò thạch á, biết mổ á. Nếu mà anh Nam không lấy á thì Vũ sẽ tặng luôn cho anh em ha. Tại vì Vũ cũng không có định nuôi mấy dòng mà chim ăn thịt, nó dễ ảnh hưởng đến mấy con chim nhỏ nhỏ của Vũ nuôi á. Vũ xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha mọi người.